Mong là anh đạo diễn vừa đúng lời hứa. Tối nay quán rượu cho nó vừa rượu mà có những cái đồ ăn nó rất là ngọt. Và do đó là tối nay hứa với bạn luôn là vô đó chỉ thưởng thức thôi. Go go. Upstairs. Yes. Yes. Good dinner, good dinner. Good dinner. Có họ nói cũng kinh khủng rồi. Em nghe mùi là em thích rồi. Tối như bữa nay, ngày nay là quá cho nên là mời mấy đứa ăn. Thôi em nói nghe nè, em gọi gần hết cuốn này được không? Được chứ, nói chung hôm nay là hôm nay đạo diễn mời, cho nên mình ráng ăn hết đi. Ok. Trời ơi, lâu lắm. Có món lươn cũng ngon lắm nha. We can order order everything. We can order everything. Now he pays. Today he pays. Oh really? Yes. Thank you. Thấy cái mùi nó thank you girl. Thoải mái vô, nắm một bao nhiêu thì cứ gọi bao nhiêu, bấy nhiêu. Trời ơi, hôm nay đạo diễn có một cái sợi. Có kỳ vậy ta, hay là anh hết tội lỗi gì? Ta tạo tình huống mới. Anh tặng quà cho mấy đứa nè. Quà hả? Tiền đi chơi hả? Ừ, anh cảm ơn. Tiền uống cà phê phải không? Rồi, đi đi. Coi coi ảnh dặn dò mình cái gì. Hình đâu vậy? Yeah, very cool. Anh xin lỗi. Anh hết tiền rồi. Anh gửi em 20.000 đồng tiền anh để dành nuôi vợ con. Con anh mới được 12 tháng. Tụi em nhờ quay phim trả giùm anh. Ê. Đừng lại. Chẳng có ai có ăn cái phim này không sao? Ăn cái phim.